Ý chí mạnh mẽ của Đặng Văn Lâm từ tấm bằng lái xe ở Nhật Bản. Đặng Văn Lâm mới lấy được bằng lái xe ở ngoài lãnh thổ nước Nga, nơi anh sinh ra và lớn lên. Hơn cả một tấm bằng, đó là nỗ lực, quyết tâm để hòa nhập với nơi mà anh chọn lựa để chơi bóng đỉnh cao. Một hành trình dài với riêng Đặng Văn Lâm kể từ ngày anh viết đơn xin thử việc ở đội U23 Việt Nam năm 2015, nhưng bị huấn luyện viên Niu ra từ chối. 6 năm đủ để Lâm ngấm trọn mọi cung bậc thăng trầm của bóng đá và đến thời điểm này, trình độ năng lực bản lĩnh kinh nghiệm nghị lực khát vọng của Lâm không còn phải bàn cãi nữa. Anh đang trở thành hiện tượng đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài, trong môi trường bóng đá phải nói là khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Nếu như Văn Lâm hai lần đến Việt Nam để bước đầu tìm một chỗ đứng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, nếu như Văn Lâm đến Thái Lan để khẳng định một bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp thì hành trình đến Nhật Bản với Văn Lâm là cả một nỗ lực to lớn cho một giấc mơ mà chưa một cầu thủ chuyên nghiệp của Việt Nam làm được. Đó là ghi danh ở những trận đấu tại J-League, một giải đấu số 1 Nhật Bản và cũng là một trong những giải hàng đầu của châu Á. Đến Nhật Bản, Văn Lâm không chỉ chịu sức ép về trình độ chuyên môn. Anh còn phải đối diện với những khó khăn bên ngoài cuộc sống. Lâm từng chia sẻ rằng anh phải đối mặt với rào cản về ngôn ngữ khi giao tiếp, vất vả học từng mặt chữ tiếng Nhật hay cố gắng làm quen với nhịp sống ở Osaka cũng như làm quen với các món ăn của Nhật Bản. Không dễ để một người mới chân ướt chân ráo đến Nhật Bản được 4 tháng có thể lập tức điều chỉnh cuộc sống của mình. Nhưng sự nhẫn nại, ý chí của Văn Lâm đã giúp anh từng bước vượt qua được điều đó. Cách đây mấy ngày, Lâm còn phấn khởi trình bày là đã lấy bằng lái xe thành công ở Nhật Bản. Tấm bằng lái xe tưởng là nhỏ thôi nhưng cũng nhấn mạnh sự trưởng thành, độc lập và tự chủ của Văn Lâm. Đó là điều mà những cầu thủ Việt Nam sẽ còn phải học hỏi anh rất nhiều khi ra nước ngoài thi đấu đỉnh cao. Có một chi tiết thú vị. Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam có 4 tấm bằng lái xe ở 4 quốc gia Nga, Việt Nam, Thái Lan và nay là Nhật Bản. Một người bạn của Văn Lâm từng nói rằng, ở tuổi 28, mới bước sang Nhật Bản, Đặng Văn Lâm không thể ngay lập tức lấy suất của thủ môn Kim Jin Hee-eung. Nhưng với sự kiên trì, từng bước nhập ra tùy tục, Văn Lâm có thể dần hòa nhập với lối chơi của Seijiro Osaka, qua đó hướng tới 2-3 năm nữa có thể củng cố hơn chỗ đứng của mình tại đội bóng top đầu J-League này. Mới đây, Văn Lâm đã chia sẻ những dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Lâm rất vinh dự và tự hào khi có cơ hội gặp mặt, trò chuyện với anh Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka. Được tiếp xúc với anh Nguyễn Hồng Hà, các cán bộ của lãnh sự quán và liên đoàn bóng đá, Lâm càng cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho bóng đá, sự ủng hộ với cá nhân Lâm trong thời gian tập luyện và thi đấu xa quê hương. Trên con đường cầu thủ chuyên nghiệp của mình, Lâm biết mình không đơn độc vì luôn có sự ủng hộ, sát cánh của người thân, bạn bè và các cổ động viên. Chính những sự quan tâm, động viên của mọi người hàng ngày, hàng giờ đã tiếp thêm động lực để Lâm tự tin và mạnh mẽ hơn, từ đó có thể chinh phục mọi khó khăn, thử thách còn đang ở phía trước. Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người.